đầu tiên của châu Á đã được đưa về Việt Nam, đã làm cho cái việc hoàn công công trình trở nên đơn giản, dễ dàng, hỗ trợ cho cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý cơ sở hạ tầng. Ví dụ nó đơn giản, xung quanh công viên Hoàng Văn Thụ thì chúng ta có rất nhiều cây xanh. Sử dụng cái công nghệ mobile mapping này, chúng ta sẽ có được một cái phương án cho việc quản lý các cái cây xanh này trong mùa mưa bão, sẽ hạn chế các cái rủi ro cho người tham gia giao thông. Sử dụng công nghệ là để đơn giản hóa đi cái công việc, những cái người thừa hành phải có một cái tư duy theo thời đại, sản phẩm phải biết ứng dụng tốt sức mạnh của công nghệ số. Việc mà số hóa cơ sở hạ tầng bằng những cái thiết bị, những cái công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay thì nó là nền tảng để cho chúng ta hướng tới việc là xây dựng một cái đô thị thông minh. Thiết bị MX50 là một loại máy scanner dùng trong kỹ thuật mobile mapping tiên tiến được sản xuất tại Mỹ, vừa được công ty cổ phần tư vấn thiết kế cảng kỹ thuật biển, gọi tắt là Port Coast, đầu tư và nhập về thành phố Hồ Chí Minh phục vụ cho công việc số hóa cơ sở hạ tầng. Đây là những hình ảnh mà thiết bị này di chuyển qua những con đường thuộc khu vực quận 1 thành phố Hồ Chí Minh và ngay sau đó cho ra một bản đồ 3D số hóa đầy đủ dữ liệu, thông tin thực tế hạ tầng của một khu vực rộng lớn với độ chính xác đến từng mm. Khi có được bản đồ số hóa 3D thì sẽ quản lý và ứng dụng trên lĩnh vực cơ sở hạ tầng, giao thông, xây dựng được dễ dàng chính xác. Ví dụ nói đơn giản thì ở đây chúng ta có trên trục đường Hoàng Văn Thụ, xung quanh công viên Hoàng Văn Thụ thì chúng ta có rất nhiều cây xanh. Nếu như trước đây chúng ta phải đo thủ công hoặc là chúng ta xác định một cách bằng tốn nhiều nhân lực đi đo đạc các cái tán cây hoặc là cái chiều rộng của thân cây, cái bán kính của thân cây, thì bây giờ chúng ta với công nghệ này thì chúng ta hoàn toàn có thể làm nó. Khi đến cái mùa mưa bão thì chúng ta có thể sử dụng cái công nghệ mobile mapping này, chúng ta di chuyển xung quanh thành phố hoặc là các cái trục đường có các cái cây xanh mà chúng ta cần quản lý, thì chúng ta sẽ ngay lập tức có các cái dữ liệu này, sẽ kịp thời và nhanh chóng có được một cái phương án hạn chế các cái rủi ro cho người tham gia giao thông. Với một thành phố năng động đang phát triển mạnh mẽ như thành phố Hồ Chí Minh, nhiều công trình xây dựng công sở, trường học, trung tâm thương mại cho đến các dự án nhà ở liên tục được mọc lên. Việc hoàn công các công trình này là một khâu rất quan trọng, mất nhiều thời gian, đồng thời cần độ chính xác cao, thì MX50 Mobile Mapping là thiết bị hỗ trợ tích cực, giải quyết nhanh chóng, đơn giản cho khâu này. Đối với các công nghệ mới bao gồm là công nghệ Mobile Mapping, thì thiết bị MX50 là một trong thiết bị đầu tiên của châu Á xuất hiện ở Việt Nam, đã giúp cho cái việc xây dựng cái hồ sơ hoàn công trở nên cực kỳ đơn giản và dễ dàng, giúp cho chủ đầu tư kiểm soát được công trình của mình và đồng thời cũng giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước kiểm soát được cái bộ hồ sơ hoàn công, lưu trữ các cái hồ sơ trên cái nền tảng đám mây, thì cái việc truy xuất trở nên đơn giản, người sử dụng không phải đi tìm cái hồ sơ giấy ở trong những cái bộ tàng thư mà chỉ cần truy xuất vào đám mây và có thể truy xuất bất cứ nơi đâu và bất cứ thời gian nào, hỗ trợ cho cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý cơ sở hạ tầng. Vấn đề đó là sử dụng công nghệ là để đơn giản hóa đi cái công việc của những cái người thừa hành, như những người thừa hành thì phải có một cái tư duy là nó theo thời đại và phải biết ứng dụng tốt sức mạnh của công nghệ số. Ở đây để các phải phát triển mạnh và sâu thì phải phát triển cơ sở dữ liệu dùng chung và kết nối dữ liệu giữa trung ương với địa phương, giữa các tỉnh thành với nhau, và người dân có thể được truy cập dễ dàng mọi thông tin. Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng đô thị thông minh. Việc thực hiện số hóa cơ sở hạ tầng đô thị là nền tảng để hình thành nên đô thị thông minh. Một khi xây dựng được mô hình số hóa thì toàn bộ thông tin của cơ sở hạ tầng đô thị phải biết được tường tận, biết được hướng phát triển, quy hoạch không gian, nhìn rõ được hạ tầng, thiết bị, các hệ thống công nghệ dưới mặt đất cũng như các thông tin khác của thành phố. Các kịch bản giao thông, tình trạng ngập lụt có thể mô phỏng được trong mô hình số. Từ đó, xây dựng được những mô hình để phát triển và ứng phó. Cái mong muốn của chúng tôi là xây dựng nên một cái gọi là bản đồ số, một cái mô hình số cho toàn bộ thành phố này. Và có thể là bắt đầu từ những cái khu phố nhỏ, từ những cái con đường đấy, và tiến tới là toàn bộ chúng tôi sẽ số hóa tất cả. Thì đương nhiên là chúng đầu tiên là phải có cái sự đồng hành của Ủy ban nhân dân thành phố cũng như là phối hợp của các sở ngành. Đấy, và chúng tôi tin rằng là với tất cả những công nghệ mà thiết bị mà chúng tôi đang có thì là cái việc này
nó sẽ được tiến hành một cách rất thuận lợi. Tuy nhiên, một vấn đề khá quan trọng mà theo tiến sĩ Trần Quang Thắng, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý Thành phố Hồ Chí Minh, để xây dựng đô thị thông minh thành công thì rất cần sự minh bạch chia sẻ thông tin. Bốn thành phần tham gia đồng bộ vào công cuộc này gồm chính quyền, nhà khoa học, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội. Đặc biệt, người dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng phải hết sức trách nhiệm, góp sức mình cùng chính quyền xây dựng cộng đồng văn minh hiện đại. Bởi suy cho cùng, việc xây dựng đô thị thông minh cũng chỉ phục vụ cho cuộc sống người dân thành phố này được tốt hơn, thuận lợi hơn, văn minh và hiện đại hơn. Người dân vẫn là chủ thể.